Rồi chào các anh em, nhân tiện hôm nay trời ít gió, mình sẽ test ở cái khoảng cách 100m cho các anh em xem nhé. Ở những cái video trước thì mình cũng đã cho các anh em xem về cái khoảng cách cái vị trí mình bắn rồi. Đây nhá. Đấy, phía trước có cái cột kìa, xa xa có cái cột kìa. Đấy, nhá. Nhiều người sẽ bảo sao có người đi lại bắn mà vẫn bắn, mình nói luôn là ngu thì chết thôi nhá. Mình nghĩ là mình không ngu nhé. Đấy. Rồi. Đây. Cần thiết thì tí nữa thì mình sẽ đo lại khoảng cách cho các anh em nhé. Mình sẽ bắn và mình sẽ mình sẽ bấm quay nhé. Mình sẽ bấm quay. Đấy. Bấm quay nhé các bạn nhé. Đấy, nhảy dây này. Đấy. 3 4 5 gì đấy. Đó. Đó, nhá. Thì mình sẽ để cái máy quay này ở chỗ này để cho các anh em xem mình vào đạn nhá. Đấy. Mình sẽ hạ xuống một chút. Bắn qua máy quay thì nó sẽ hơi mờ hơn chút và hơi khó hơn chút. Đây, mình sẽ bắt đầu vào viên thứ nhất, nó ở sẽ ở vạch số 4 nhé các bạn nhé. Kẹo ăn ở vạch số 4 nhé các bạn nhé. Ngắm nó sẽ hơi khó khăn hơn chút. Cái này chỉ có giá là 4 triệu hơn nha các bạn nhé, rất rẻ. 2 viên ạ. À. 3 viên. Năm viên. Một trăm mét như này mà không chết cỏ. Sáu viên. Anh em nhìn đấy này. Trăm mét lắp C2 là bình thường anh em nhé. Rồi test tạm như thế cho các anh em xem. Bây giờ tôi đo khoảng cách cho các anh em xem nhé. Rồi đây là cái máy đo khoảng cách này nhé. Đo cho các anh em xem, không các anh em lại bảo tôi dối trá, fake bắn vớ vẩn, lại bảo các anh em lại nói rằng là mẹ bắn sao cây 4 triệu 5 triệu mà mẹ bắn 100m nắp C2 đéo tin. Hãy subscribe.
Để tôi lấy lại chế độ mét đã, nó đang đặt ở chế độ yat. Rồi. Rồi cho các anh em xem, không bảo tôi chém gió. Đấy, 96 mét. Và nói luôn là kẹo này kẹo của tôi làm. Đấy. Đo trượt ra bức tường thì nó sẽ thành bức tường phía sau đây, đất ở phía sau này nó sẽ là khoảng 101 mét. Với cái cột này cách cái đất phía sau là 100 là có 5 mét thôi. Yeah, đủ tự tin cho các anh em chưa? Nhá, rất đơn giản. Một cây củi mà có giá 4 triệu hơn, bắn 100 mét. Thế thôi, chỉ cần thế thôi. Nhiều, tôi nói luôn, nhiều ông lắp lên những cây củi mười mấy triệu, nhưng tôi thề luôn bắn đéo bằng cây củi này của tôi. Đấy, tôi ráp lên như này, tôi bắn như này. Đấy, 4 triệu phải trừ cái máy quay này ra nha các anh em nhé. À, cả cái kính nữa. Cái kính thì sẽ sử dụng kính kính dởm như các anh em nhé. Nếu mà các anh em lấy thì tôi sẽ để kính dởm cho các anh em. Còn cây củi vẫn ok như thế nhé. Cái kính này kính Z800 nhé. Để mà lên được cả cái cây như thế này với kính Z800 này tôi để lại cho các anh em thì cũng khá là mắc tiền, nhưng mà tôi sẽ để lại cho các anh em với kính Z800 nhà 5 triệu rưỡi nhé. Với kính bút neo bình thường để các anh em đi bắn nhé, ở dưới khoảng cách dưới 70 mét nhé. Đấy thì bút neo dưới 70 mét là ok rồi, nhưng đối với lại cái khoảng cách 100 mét như này bút neo hơi bị khó khăn, hơi bị vất vả đấy nhé. Đấy, với cái khoảng cách như thế này đấy thì là các anh em sử dụng cái kính Z8 thì các anh em chơi được tầm 150 đến 200 là chuyện bình thường nhé. Đấy, 5 triệu rưỡi thôi nhé. Đây là cây cũ, tôi nói luôn cây cũ. Nếu mà cây này để mà một ở cái giá mới thì nó tầm khoảng độ cũng 7 triệu đến 8 triệu nhé. Còn đây tôi để lại cho anh cây cũ. Đấy, cây cũ này với kính Z8 này là 5 triệu rưỡi nhé. Đối với lại cái kính bút neo chỉ là 4 triệu rưỡi thôi. Cây củi này 4 triệu rưỡi, anh em nào xúc được thì xúc nhé. Cây củi bắn 100 mét như thế này, kết quả như thế này nhé. Đấy là tôi bắn nhé. Và tôi đo khoảng cách rõ ràng cho các anh em xem, không phải bảo tôi chém gió nhé.